đẹp. Nói đến văn nghệ thì ngày Thanh Mẫu luôn có những trung tâm ca nhạc hàng đầu của người Việt hải ngoại đến góp vui. Như năm nay, các ca sĩ của trung tâm Asia sẽ trình diễn và hiện giờ họ cũng đang có mặt tại gian hàng bán băng dĩa để chụp hình, ký tên và gặp gỡ những khán giả ái mộ. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.